coi anh Phi như thế nào đó. Thì bây giờ thấy anh ốm dữ quá trời rồi, sao lúc này anh ốm dữ vậy anh Phi? Bệnh mà không dám mập. À, anh Phi anh bệnh, bây giờ là anh Phi bệnh 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 lâu chưa anh Phi? Rồi bây giờ đi làm không nổi luôn à, đi mua không nổi luôn anh Phi. Nằm nhà dưỡng sức chứ sao? Rồi Uống thuốc. có đi bác sĩ gì chưa anh Phi? Đi cũng vậy thôi. Rồi sao anh không về nhà mẹ của anh Ai sẽ về? hả? Ai sẽ về? Qua nhà mẹ anh kìa, sao không qua? Ai cho? Mẹ anh không cho hả? Phải. Không cho đi luôn hả? Phải. Rồi lỡ anh có cái chuyện gì ở đây rồi sao mà ai biết được anh Vi? Tôi chịu. Tự mình chịu luôn hả? Sao mà anh nói là mẹ, sao mẹ anh không, anh có muốn đi đi qua bên mẹ anh không? Không. Dù anh có nào mẹ anh cũng cho anh vô nhà vậy, sao mà anh nói mẹ anh không cho vô là sao anh Phi? Tưởng nó tại chung Thì anh bệnh hoạn thì mẹ anh chăm sóc anh thôi, chứ ở đây nhà trọ này lỡ anh có cái chuyện gì thì không có ai chăm sóc anh đâu. Anh bây giờ anh si dữ lắm đó anh Phi. biết mà. Anh có biết bản thân của anh si không Phi? Không biết mà. Đó, bây giờ là còn còn xương với da không đó, anh biết rồi đó. Anh có số điện thoại mẹ của anh không anh Phi? Không. Bây giờ sáng sớm bây giờ chị Quy cũng đi đâu mất tiêu rồi, không thấy luôn hả? Đến đâu không biết. Rồi đó, giờ anh Phi cũng suy sụp dữ lắm đó khán giả. Bây giờ anh Phi không có đi mua nổi, bây giờ anh Phi chỉ đợi là chờ thời thôi, là dưỡng sức đó, là nên là không có làm gì được hết. Bây giờ là anh Phi muốn về nhà mẹ của anh Phi cũng không được luôn. Hôm gà ăn uống được anh Phi Thường. hả? Ăn uống bình thường hả? Ngầm bữa ăn với chén cơm. Ngày bữa ăn được có chén cơm anh Phi. Anh dọn áo anh lên anh Phi, dọn áo anh lên thử coi xương, có gì đó khán giả. Bây giờ là toàn là da với xương không à. Bây giờ anh Phi ăn thì ăn không được nha khán giả. Đó, bây giờ anh thấy anh ốm dữ quá anh Phi ơi. Mình chịu thôi chứ sao bây giờ. Rồi anh có cảm thấy con người của mình khó chịu không anh Phi? Có chịu không? Hả? Có chịu. À. Đang có hỏng. Rồi anh có cái suy nghĩ cái chuyện gì nó đến không anh Bữa đâu người ta đi đó. Phi? Hả? Bữa đâu phải đi đó. À, số mình tới đâu mình là tới đó phải không anh Phi? Đó, bây giờ là mình nhờ cái, bây giờ là duyên số mình tới đâu là hay tới đó. Rồi bây giờ là không không có ăn uống gì được luôn. Vậy là sáng giờ chị Quy đi là không có nói với anh tiếng nào hết trơn hả? Không biết đi đâu hả? Nói lầm á. Đi lụm anh Phi. À, vậy là sáng sớm là chị Quy tranh thủ đi lụm mất tiêu rồi đó khán giả. Bây giờ là chỉ còn có anh Phi ở nhà mình lên thôi. Còn anh sao mà hôm gà là chị Quy có mua thuốc, mua gì thuốc men gì cho uống không? Tôi muốn Không uống sao hết bệnh anh Phi? bãi về ăn cũng được thì ốm gì đó. Nó thì hổng gài thì em nói chung là cũng lâu lắm rồi không có đến ghi hình anh Phi đó. Tại đây thì chị Quy cũng có gọi là kêu ba coi anh như thế nào đó, thì anh bệnh hoạn đó. Thì bây giờ em lại đây, đến đây thì không gặp chị Quy nữa. Thì không gặp chị Quy, bây giờ thấy anh ngồi, chị ngồi trong phòng mình lên là thấy anh Phi ngồi trong phòng mình lên đó khán giả. Vậy tóc tai sao không dắt cho kêu chị Quy đi đi hớt tóc gì cho lại cho nó gọn gàng lên Phi? Tóc chị dài rồi. Nó dài rồi. Đi đi nổi đi còn nổi không anh Phi? Sáng nở trời.
Trời ơi, rồi cái chân sao mà tai gì tùm lum tùm beng quá trời anh Phi. Vậy. Chân của anh á Vâng. toàn là thấy xương không à. Thế tụi mặt đó không? Thì nó rút từ từ đó anh Phi. Bây giờ anh cả ba chục ký á. Tôi gọi đó không? Rồi lúc này là không có đi bán mà bảy là chỉ ở phòng ở tại phòng thôi anh Phi. Không gọi là không có đi đâu hết hả? À, vậy là ông gà là không anh Phi không có đi đâu hết trơn á khán giả, giờ là chỉ ngồi tại nhà thôi đó chứ không có đi đâu được hết. Rồi xe ông gà là chạy không có đi đâu luôn, là xe bỏ ở nhà vậy đó hả? À, ông gà là anh Phi không có đi đâu hết. Sao không kêu chị Quy chở anh đi lao động cho nó có sức lực đi anh Phi? Đi rồi muốn nổi lao động gì. Ủa cái này là bây giờ anh đi ra ngoài đường gió thổi anh còn bay nữa đó anh Phi. Hả? Bây giờ người ta đi về nhà đi Hỏi đó, nói gì à, lỡ có cái chuyện gì xảy ra thì mẹ mình lo lắng cho mình đó lão tổ nhá, hả? lão chưa xong nữa. Dễ gì Chứ anh ở ở tại phòng có cái chuyện gì chị Quy biết kêu gọi ai anh Phi? lại tới đâu hay đó. Anh bản thân của anh đó thì nói chung là anh chỉ biết là hai cái đâu đi tới đó thôi, mà sợ có lỡ có chuyện gì đó là chị Quy khổ chị Quy thôi. Trong phòng chị Quy biết kêu ai đây, là tại nhà trọ nó phải nhà cửa đâu mà dù có bệnh có lỡ bệnh hoạn hoặc là anh có xảy ra cái chuyện gì đó và có đó thôi, chị Quy không biết đi kêu gọi ai được luôn đó anh Phi. Anh Đó có suy nghĩ điều đó là tính đi. Nhức giờ nhức cẳng quá trời. Sao anh đây? Nhức giờ nhức cẳng. Nhất đủ thứ luôn hả anh Huy? Tại chân nhất. Ốm gì anh, ốm gì em có bị ban đêm ban hôm anh có bị đau bụng gì không đây? Ừ? Không. Đúng là em thấy là anh si si rất là si luôn anh Phi. Chứ ngày tối có ăn gì đâu, Hả? ngày tối có ăn gì đâu mà mặc Vậy anh bản thân anh vậy đó, rồi anh càng uống uống cho lún sâu luôn anh Phi. không uống cũng được vậy. Được thì sáng anh một chai rượu nè với ca trà đá đó, anh không có ăn sáng anh cũng uống được nữa. Cái đó là anh hại bản thân của anh làm cho bản thân của mình là xây sụp luôn đó anh Phi. Anh hiểu không anh Phi? Có bao nhiêu đó anh làm cái gì? Cụ đó cụ cụ hồi tối gì anh Phi, cụ này nè hồi tối giờ hả? Sao anh Phi? Với rút hình. Cúc con. Bây giờ anh đi ngoài đường người ta không biết, người ta nói anh bị nhiễm đó.
chứ không phải người ta nói anh uống rượu mà gút đâu. Biết tóc cài bóp hết. Còn xương không? Còn xương quá đi. Mình tôi gọi cái bóp đội còn thật. Sao? Còn bóp đội còn thật ha. Còn một cục thịt nhỏ rồi, phải không? Còn nhiêu là da với xương không hả? Uống ghét quá mà. Uống mà không có nghỉ ngày nào mà sao mà bản thân mình khỏe được. Giai đoạn không biết ta có tôi bị nhiễm à, thì ta biết ta ra đường ta không biết ta được anh bị nhiễm anh Phi. Vì hồi lúc anh em cũng ngưng quay anh một một thời gian đó là anh chỉ ở trong phòng thôi chứ không có đi đâu hết trơn hả anh Phi? Hết trơn, không đi. Hả? Không đi. Anh biết đi. Anh tưởng đâu là anh đi không nổi ở trên giường luôn rồi, thấy anh còn da với xương mà biết đi đâu nữa. Đi ra ngoài quán sống tiền sống bạc. Thì đó, thì khán giả bây giờ khán giả nói không quay hai anh chị thì người ta cũng buồn, người ta xem đỡ buồn đó anh biết anh Phi đó. Bây giờ là bữa nay thì Hoàng Dũng vlog lại ghi hình anh Phi đó thì cho khán giả xem đỡ buồn đó khán giả. Thì coi bây giờ anh Phi cũng xuống sắc rồi đó, xuống sắc rất là dữ rồi, còn là da với xương không à đó. Thì bữa nay thì Hoàng Dũng ghi hình này cho khán giả xem đó. Anh Phi rất là còn da với xương không à. Đó anh là anh uống hai bấy nhiêu đó. Đi tới đâu hai bấy nhiêu đó khán giả.